toàn thể quý vị, chương trình giao lưu văn nghệ của buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin gửi lời chào thân ái tới toàn thể quý vị. Xin kính chúc quý vị an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin trân trọng cảm ơn.